Mến chào quý cô chú anh chị yêu mến cây cảnh trên cả nước. Hôm nay em cũng quay trở lại kênh để giao lưu với anh chị mình những mặt hàng quen thuộc, gồm có sâm núi trái, sơ ghi thái, hồng ngọc mai, và có hôm nay có cây si bông nữa nha anh chị mình. Đó. Nhà vườn em ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, số điện thoại là 0907819572. Số em có ghi ở phần tiêu đề cũng như em có chạy trên màn hình đó. Anh chị mình xem clip ưng ý cây thì cứ gọi lại số này, cũng như là liên hệ qua Zalo để bên em chốt hàng cho anh chị mình nha. Dạ rồi, đầu tiên là mã số F nha anh chị mình. Clip này là mã F. F0 là mã số đầu tiên, là cây si bông ạ. Ở miền Nam tụi em gọi là cây gừa ha. Còn miền Trung Bắc thì mấy anh chị mình gọi là cây si. Cây si bông này em xin đo thông số nha anh chị mình. Có chiều cao là 24 cm, hoành thân vị trí này là 18 hoành nha anh chị mình. Đó, mã số F0, cây si bông này có giá là 300.000, 300 bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Rồi em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số F1 là hồng ngọc mai nha anh chị mình. Hồng ngọc mai chân dài, loại này dùng để chơi ôm đá hoặc là phối tiểu cảnh, cũng như là chơi để bàn mini rất là dễ thương nha anh chị mình. Đó, cây thì bằng ngón tay út cộng rễ đó nha anh chị mình, bằng ngón tay út, ngón tay đeo nhẫn mình ha. Đó, chiều cao thì nó khoảng 25-30 cm. Đó, một cặp này là em giao lưu với anh chị mình có giá là 180.000, bao phí vận chuyển luôn ạ. Rồi em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số F2. F2 là cũng là hồng ngọc mai luôn ạ. Hồng ngọc mai loại sắp đế. Nó hoành thân của nó thì khoảng bằng ngón chân cái đàn ông mình nha anh chị mình. Đó, cây được sắp đế từ nhỏ rất là đều, rất là đẹp luôn ha. Chiều cao thì khoảng 30-35 cm. Dạ rồi, một cặp hồng ngọc mai sắp đế này em giao lưu với anh chị mình chỉ có giá là 280.000 thôi ạ. 280.000 bao phí ship luôn ạ. Em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số F3 là cây trang sang nhật nha anh chị. Trang sang nhật, hàng chân dài á. Cái trang sang nhật này có chiều cao là 34 cm, hoành thân hay cổ eo là 11 cm, còn hoành thân đế là 17 cm. Đây, có mặt qua nha anh chị mình. Trang sang nhật qua màu đỏ, cánh nhuyễn rất là dễ thương luôn ha. Được rồi, cái trang sang nhật mã số F3 em giao lưu với anh chị mình có giá là 250.000, 250.000 bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số F4. F4 là sơ ghi thái nha anh chị mình. Đó. Sơ ghi thái hàng mini ha, lắc lượng ha. Nó cây thì nó khoảng cỡ bằng ngón tay cái mình nha, to hơn ngón tay cái chút xíu. Chiều cao nó khoảng 25. Cây này và cặp này là khoảng 25 cm nha anh chị mình. Đó, một cặp sơ ghi thái em giao lưu với anh chị mình có giá là 350.000, 350.000 nha anh chị. 350.000 em bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Dạ rồi, em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số F5 là cây sâm núi trái nha anh chị mình. Đó, một cây sâm trái giang đổ ha. Rồi xay đi em ơi. Cây này thì nuôi cũng lâu rồi nha anh chị mình, xương dâm nó lên rất là cứng nha ha. Ngoài được này nha. Đây, em quay cận cảnh cho anh chị mình xem nha. Xem dàn xương nữa ha. Xương nuôi rất là to rồi nha anh chị mình. Đó, cốt cành khoảng bằng ngón tay đeo nhẫn mình rồi ha. Rất là to rồi. Mặc dù cây này thì cái thân nó nhỏ thôi, thân nó chỉ có 11 cm nè anh chị ơi. Khoảng bằng ngón chân cái mình ha. Cây này nuôi cũng 3 năm rồi đó anh chị. Lặt lá ra là xương dâm nó lên rất là cứng luôn ha. Cái cần nó mỏng á, em còn kẹp cái cọng nhôm cho nó giữ cho cái cần nó đừng có quơ. Về anh chị mình có vô lưu được thì về mình có thể tháo ra được kìa. Cái con này là hoàn toàn là nó theo kẽm hết rồi anh chị ạ.
Rồi cây xanh trái mã số F5 có chiều cao là 30 cm. Cái tàn rộng nha anh chị mình, tàn rộng từ phía bên đây qua đây nha là 50 nha. Cây này cái tàn nó thân nó nhỏ mà cái tàn nuôi em nuôi rất là lớn nha. Đó. Còn cái cần đổ nó từ trên đỉnh xuống dưới ngọn ở dưới là 70 cm nha. Hoành thân thì 11 cm thôi. Rồi cây xanh trái mã số F5 này em giao lưu với anh chị mình có giá là 1.200.000 nha. 1.200.000 là em bao phí ship cho mình luôn ạ. Cây này nhỏ nhỏ vậy chứ tiền ship rất là nặng luôn nha anh chị mình. Đó, đóng cái khung, đóng cái thùng xốp rất là to ha. Mới ship cây này đi ăn còn được nha. 1.200.000 em bao phí ship luôn ạ. Dạ rồi em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số F6. F6 cũng là cây xanh nửa trái luôn ạ. Đó, một cây trực cành gớt nha anh chị mình. Cây này đặc biệt là nuôi lên dàn xương dâm lên khá là cứng rồi ha. Rồi xay đi em. Cây này là hoàn toàn sạch kẽm hết rồi nha anh chị mình. Không còn vị trí nào còn kẽm hết đâu nha. Tay cành to khoảng bằng ngón tay út, ngón tay đeo nhẫn mình hết rồi ha. Đây em quay vô chi tiết cho anh chị mình xem nha. Cốt cành rất là to rồi nha anh chị mình. Đây, cái cành này nó to hơn ngón tay út em luôn rồi nha. Tàn rất là dày nha anh chị. Đây, mặt hậu của cây bên đây ha. Rồi xây qua cái đêm báo thông số. Cây xanh trái mã số F6 có chiều cao là 52 cm. Đó, tàn ngang là 57 cm. Hoành thân em đo vị trí này nha anh chị mình. Hoành thân vị trí này là 16 hoành nha. Lấy chơi keo. Cây da, cây trực, cành gớt rất là có duyên nha anh chị mình. Đó, nuôi thành phẩm rồi ha. Anh chị so sánh cây với cái chai keo giúp em nha. Vậy rồi cây xanh trái mã số F6 em giao lưu với anh chị mình có giá là 2.200.000. 2.200.000 bao gồm phí vận chuyển luôn ạ. Rồi em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số F7 cũng là cây xanh nửa trái luôn ạ. À, cây này cũng cái dáng cũng tựa tựa cây F6 vừa rồi nha anh chị mình. Cũng là cây trực tông cao cành gớt ha. Cây này cũng nuôi một lượt với cây kia luôn. Đó, đặc biệt là cây này cái củ gốc nó rất là to nha. Cái hoành gốc nó anh chị. Coi xây đi em. Cây này cũng sạch kẽm luôn rồi nha anh chị mình. Đó, còn cái cọng kẽm ở cái cành lả xuống đó là em dìu nó cho nó vững cái ngọn lại thôi. Còn kẽm dạng xương dâm là tháo sạch hoàn toàn hết rồi. Quay chi tiết cho anh chị mình tham khảo nha. Cái này bộ đế rất là lực luôn anh chị mình. Đế rất là to luôn ha. Rồi em xin phép báo thông số nha. Cây xanh trái mã số F7 có chiều cao là 49 cm, tàn ngang là 59, hoành thân gốc em đo ngay vị trí này là 23 hoành nha anh chị mình. Đó, hoành gốc ở đây là 23 hoành, còn cái hoành thân này là 9 cm nha anh chị mình. Đó, cái thân, cái đường thân trên cao là 9 cm, còn hoành gốc là 23 hoành nha. Anh chị sẽ sánh cây với cái chai keo giúp em nha. Rồi sang dòng nữa đi. Để rồi cây xanh trái mã số F7 em giao lưu với anh chị mình có giá là 2.800.000. 2.800.000 em bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Rồi em xin phép đổi cây.
Tiếp theo là mã số F8, cũng là cây sam nứa trái nha anh chị mình. Đó, cây này thì được tạo tác theo dáng gừng trên thân nha anh chị mình. Nó gừng trên thân. Thì nuôi thì em không có đã nuôi trong chậu dĩa cho nó gườm gà anh chị ơi. Em nuôi chậu chậu nhựa vậy ha. Vậy anh chị mình kiếm cái chậu dĩa mình phối vô mình làm tiểu cảnh nha anh chị mình, rất là đẹp luôn ha. Rồi xây đi em ơi. Rồi dừng lại. À, cái này thì nuôi cũng 2 năm ngoài rồi đó anh chị, mới lấy được cái vàng xương lưng này cho nó vững. Em tháo kẽm ra hết rồi nha anh chị mình. Tháo kẽm ra sạch hết rồi. Đó, nó còn cái dấu bị khuyết kẽm. Vậy rồi cây xanh trái mã số F8 có chiều cao là 50 cm. Đó, cái cần bay ra của nó tổng cái chiều dài cái đường thân của nó là 60 nha anh chị. Hoành nó thì hoành gốc ở đây là 25 hoành nha. Cái này cái củ rất là to luôn ha. Còn cái thân nó là ở đây là 9 cm nha anh chị mình. Cái đường thân chạy ra là 9 cm. Cái này phí ship cũng rất là cồng kềnh nha anh chị mình. Đó, cũng 300-400 ngàn tiền ship ha. Rồi cây xanh trái mã số F8 này em giao lưu với anh chị mình 1,1 triệu nha anh chị. Giá 1,1 triệu thôi, em bao phí ship cho anh chị mình luôn ạ. Rồi em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số F9. Đó, là từ đây trở đi sẽ là phôi sam nứa trái nha anh chị mình. Phôi sam trái. Đó, đặt bài này em về phôi rất là đẹp luôn anh chị ơi. Cốt cành đóng rất là đẹp luôn nha. Mấy cây này về nuôi nhanh chơi lắm. Đó, trước mặt anh chị mình là một cây phôi sam trái dáng trực lắc hồi đầu rất là đẹp luôn ha. Đẹp từ thân, cành, đế. Khá chuẩn cây nha anh chị mình. Đó, cây sam trái mã số F9 này có chiều cao là 15 cm. Hoành thân em đo ở vị trí là 17 hoành nha anh chị mình. Đó. Rồi cây sam trái mã số F9 này em giao lưu với anh chị mình chỉ có 350 ngàn thôi anh chị. 350 em bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số F10, cũng là cây phôi sam trái luôn ạ. Đó, cây phôi dáng trực lắc, tay cành rất là đẹp nha anh chị mình. Đó, có tay cành đầy đủ hết luôn rồi ha. Đế cũng rất là khá đế luôn nha anh chị. Đó, cây sam trái mã số F10 này có chiều cao là 14 cm. Hoành thân vị trí này là 18 hoành nha anh chị mình. Hoành 18 ha, chiều cao 14 cm. Cái dáng nó hơi siêu chút xíu nha anh chị mình. Đó, về mình sửa mình lật cái ngọn nó lại nha. Sửa cái ngọn nó lại. Dạ rồi, cây sam trái mã số F10 này cũng có giá là 350 ngàn, bao phí ship luôn ạ. Em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số F11, cũng là cây sam nứa trái luôn ạ. Một cây dáng bay nha anh chị mình. Cái phôi sam trái mã số F11 có chiều cao là 10 cm ha. Cái cành bay ra là 22 cm. Hoành thân em đo ở vị trí này là 17 hoành nha anh chị mình. Mã số F11, cây phôi sam trái này cũng có giá là 350 ngàn, em bao phí ship luôn ạ. Em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số F12, cũng là cây phôi sam nứa trái luôn ạ. Đó, một cây tông cao cành gớt. Cây này đế rất là đẹp luôn anh chị ạ. Cây này thì nó hơi nhỏ xíu nhưng mà cái dáng nó rất là khá dáng nha anh chị mình. Đặc biệt là những cái cây tông cao này em bấm cành gì rồi là mình nuôi rất là dễ luôn nha anh chị mình. Cây này nếu mà mình chơi xương dâm, nuôi xương dâm không cần nuôi tàn đó, là không cần đi kẽm luôn nha anh chị. Cứ nó ra là mình bấm cắt giật liên tục ha. Khoảng tầm 1 năm cho tới hơn 1 năm là mình sẽ có cái bộ xương dâm mình chơi rất là đẹp nha. Đó. Mã số F12, cây phôi sam trái này có chiều cao là 25 cm. Hoành thân ở đây là 13 cm nha anh chị mình. Đó. Anh chị so sánh cây với cái chai keo nè. Hoành thân 13 cm. Rồi, cây mã số F12, cây sam trái này có giá là 300 ngàn anh chị ơi. 300 ngàn em bao phí ship luôn ạ. Em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số F13. Đó, cũng là một cây phôi trực. Cây phôi trực lắc rất là đẹp luôn anh chị ơi. Cây này rất là nhiều đường chơi nha. Chơi dáng bạc phong gió lùa cũng được, chơi cây trực lắc tông cao cũng được nha. Dễ cái cành hai đây ra nha anh chị mình.
Cây này có cái ngọn rất là đẹp luôn ha. Em quay vòng cho anh chị mình xem nha. Đế rất là nở luôn, đế đều ha. Đế nở đều, cọng to. Rồi cây sam trái mã số F13 có chiều cao là 18 cm. Hoành thân vị trí này là 17 hoành nha anh chị mình. Đó. Em giao lưu với anh chị mình có giá là 350.000. 350.000 em bao phí ship toàn quốc luôn ạ. À. Em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số F14. Cũng là phôi sam trái luôn ạ. À. Đó một phôi trực lắc lùng lực nha anh chị mình. Mấy này về mình làm dán bài rất là có duyên nha anh chị. Lùng đế rất là to ha. Mã số F14 có chiều cao là 11 cm. Hoành vị trí này em đo là 20 hoành nha anh chị mình. Đó, cây này 20 hoành ha. Giá giao lưu với anh chị mình cũng có giá là 350.000 luôn. 350.000 em bao phí ship luôn ạ. Em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số F15, cũng là phôi sam nứa trái luôn. Một cây dáng bay tiếp tục nha anh chị mình. Cây này đế rất đẹp luôn anh chị ạ. Mấy cây dáng bay này mình không chơi cây bay, mình có thể chặt nó vô trong này mình chơi cây trực lắc dáng bài luôn nha anh chị mình. Đó. Chặt vô chơi cây trực lắc luôn ha, trồng cho nó đứng lên chút xíu. Đó. Rồi, cây sam trái mã số F15 có chiều cao là 10 cm. Đó, cành bay ra là 27 cm. Hoành thân em đo ở vị trí này là 17 hoành nha anh chị mình. Cái này đế rất đẹp luôn nè anh chị ạ. Cây sam trái mã số F15, em giao lưu với anh chị mình có giá cũng là 350.000, em bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số F16. Cũng là cây sam trái. Mã số F16 có chiều cao là 12 cm. Đó. Hoành thân em đo ngay vị trí này là 17 hoành nha anh chị mình. Cây trực lắc hồi đầu rất là đẹp anh chị ơi. Đó. Dán cong lắc lượng cốt cành đóng đủ hết luôn ha. Dạ rồi, mã số F16 này cũng có giá là 350.000, em bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số F17, cũng là phôi sam nứa trái luôn ạ. Mã số F17 có chiều cao là 29 cm. Hoành thân em đo ở vị trí này là 15 hoành nha anh chị mà. Cái này hoành 15 ha. Tông cao. Cái này cao 29 cm. Tâm cao cành rớt, có cái co rớt sẵn xuống luôn nha anh chị mình. Về tạo tác rất là nhanh chơi ha. Mã số F17 này em giao lưu với anh chị mình 300.000 nha anh chị. 300 em bao phí ship luôn ạ. Rồi em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số F18, cũng là phôi sam trái luôn ạ. Một phôi lùng lực nha anh chị. Cây sam trái mã số F18 có chiều cao là 11 cm. Đó, hoành em đo ở vị trí này là 20 hoành nha anh chị mình. Cây rất to ha. Đó, anh chị tham khảo cây với cái chai keo là biết cái gốc nó bao nhiêu hoành nha. Chai keo này chỉ có 15 hoành nha anh chị. Rồi, mã số F18 chỉ có giá 300.000 thôi anh chị. 300 em bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Rồi, em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số F19. Cũng là cây phôi sam trái luôn ạ. Cây tông cao cành rớt, củ đế rất là đặc ha, rất đều rất đặc luôn nha anh chị mà. Rồi, mã số F19 có chiều cao là 20 cm.
Hoành thân em đo ở vị trí này là 17 hoành nha anh chị. Dạ rồi, phôi xăm trái mã số F19 có giá là 350.000, 350.000 em bao phí ship luôn ạ. Rồi em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số F20, cũng là phôi xăm trái luôn ạ. Đó, cây này đế đẹp xuất sắc luôn nè mấy anh trai ơi. Đế đẹp mà cây to nữa ha. Rồi, cây sam trái mã số F20 có chiều cao là 15 cm. Hoành em đo ngay vị trí này là 18 hoành nha mấy anh trai. Hoành 18 ha. Dạ rồi, mã số F20 có giá là 350.000, em bao phí ship luôn ạ. Em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số F21, cũng là phôi sam trái luôn ạ. Cây này có cành nó đóng cứng ngắc hết à mấy anh trai. Về dễ ra là rất là nhanh chơi luôn ha. Đế khá đẹp nha. Cành phong ngọn, cành 1, cành 2 có sẵn hết luôn ha. Rồi cây sam trái mã số F21 có chiều cao là 12 cm. Hoành em đo ngay vị trí này là 17 hoành nha mấy anh trai. 17 hoành. À, giá của nó cũng là 350.000, em bao phí ship luôn ạ. Rồi em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số F22, cũng là phôi sam núi trái luôn. Phôi dáng bay anh chị ơi. Đó, cây này vừa to mà đế đẹp nữa nha mấy anh trai. Xác nó nhìn to hơn những cây nãy giờ rất nhiều luôn ha, nó nâng cây. Cành bay cũng rất là chuẩn luôn ha. Cây này mình không chơi bay thì mình chặt nó vô chơi cây bài cũng được nha mấy anh trai. Đó, chặt bỏ cái cành bay vô lấy chơi cây bài ha. Cành 1, cành 2 ngọn mình có sẵn hết rồi. Này sắc ngắn xuống chút xíu. Cắt ngắn xuống chút. Chậm cho nó ưỡn lên là chơi cây trực được rồi nha. Đế rất là đẹp luôn ha. Rồi mã số F22 này có chiều cao là 13 cm. Nó hoành em đo ngay vị trí này thì 18 hoành nha mấy anh trai. 18 hoành nhưng mà nó rất là nâng ha. Cái đoạn này rất là to luôn. Vậy rồi, cây mã số F22 này em giao lưu với anh chị mình có giá là 400.000 nha. 400 em bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Tiếp theo là mã số F23. F23 là cây trực thiên nhiên anh chị ạ. Đó, cây này hơi nhỏ xíu ha. Nhỏ thì tiền cũng nhỏ luôn nha mấy anh trai. Mã số F23 có chiều cao là 16 cm. Hoành em đo ngay vị trí này là 16 hoành nha mấy anh trai. 16 hoành thôi. Ở cây này thì em giao lưu với anh chị mình 250.000 thôi nha. 250.000 em bao phí ship luôn ạ. Em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số F24. Là một cây dáng bay nữa nha anh chị mình. Sam núi trái luôn ha. Cây này bộ đế rất là đẹp luôn nè mấy anh trai ơi. Đó, nó đóng cứng ngắc hết trơn ha. Rất là to luôn. Mã số F24 có chiều cao là 9 cm. Đó, cành bay ra là 22 cm. Hoành em đo ngay vị trí này là 18 hoành nha mấy anh trai mình. 18 hoành vị trí này ha. Lô này cành bay thì rất là đẹp luôn nha mấy anh trai. Đó. Cái cò nó rất là khít ha. Rất là cân đối với cái xác cây. Mình làm cây ra nó mới đẹp nha mấy anh chị. Còn cái sam trái mà dán đổ mà cái co nó quá hở làm cái cây nó không có khít. Rất là lực luôn ha. Cây này bay đổ đều chơi rất là đẹp nha. Mã số F24. Đó, em giao lưu với anh chị mình có giá là 400.000, 400 em bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số F25, cũng là phôi sam trái, dán bay luôn nha anh chị mình.
Rồi, cây sam trái mã số F25 có chiều cao là 12 cm, cành bay ra là 24 cm, và hoành thân em đo ở vị trí này là 18 hoành luôn nha mấy anh chị. Đó, cây này sắc bỏ cái cành bay, chơi cây bài rất là đẹp luôn nha mấy anh chơi, chuẩn dáng cây bài luôn ha. Đó, em lấy tay em che cái phần cái cành bay ra nha. Đế cây này củ rất là nở nha. Dạ rồi, mã số F25 em giao lưu với anh chị mình có giá cũng là 400.000, em bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số F26. Đó, một cây trực cành vết. Cây này về chỉ là bấm cắt giật lấy xương dâm san hô chơi thôi mấy anh trai, không cần đi kẽm luôn ha. Đường nét rất là khéo luôn. Đó, thân nó lắc từ ở dưới lên trên ngọn nha. Đây, cái ngọn lắc rất là uyển chuyển ha. Đó, có cái cành đệm chi tử ở dưới sẵn luôn nè, ngọn có luôn ha, có ngọn sẵn luôn. Đó, cành phong có luôn. Về chỉ dựa cho anh mà theo mấy cái này, nó cứ ra là bấm, ra là bấm, trong vòng khoảng 1 năm cho tới 18 tháng thôi là có bờm san hô cứng ngắc luôn nha mấy anh trai, thì theo mình chăm sóc tốt hay không ha. Mã số F26 này có chiều cao là 21 cm. Đó, rồi cái hoành thân của nó em đo ngay cái cũ này nha, hoành cũ này là 19 cm nha mấy anh trai. Mã số F26 này em giao lưu là có giá là 400.000 nha, 400 em bao phí ship toàn quốc luôn ạ. Đó, anh chị sẽ sánh cây với cái chai keo nè, cây rất là to nha anh chị mình, không có nhỏ đâu ha. Rồi em xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số F27 và cũng là mã số cuối clip luôn ạ. Đó, cây này trực cành gớt, cái dáng lắc quá đẹp luôn nè mấy anh trai ơi. Cây cuối clip này, cây này xuất sắc luôn ha. Cốt cành nó đóng không thiếu vị trí nào hết nha. Đây, chi tử có ha. Cành một có, ngọn có. Đó, cành gớt rất là đẹp luôn, nó lắc. Dạ rồi, mã số F27 này có chiều cao là 27 cm. Đó, hoành em đo ngay vị trí ngay cổ rễ nha, hoành gốc cổ rễ là 15 cm. Cái này đế cũng rất là đẹp luôn nè. Dạ rồi, mã số F27 em giao lưu với anh chị mình có giá là 400.000, bao phí ship toàn quốc luôn nè. Mã số F27 cũng là mã số cuối clip. Cuối clip thì em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị mình thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ nhà vườn bên em nha. Em xin chào và hẹn gặp lại anh chị mình trong những video tiếp theo ạ.